chính vì họ vay mượn nhiều quá rồi họ ăn giọng hết mình họ, thành ra họ họ thiếu nợ, mà họ thiếu nợ là người dân lãnh đủ, thành ra cái vụ án mà ông Trịnh Vĩnh Bình đó, nghe nói ông đòi bồi thường tới 1 tỷ 25 triệu đô la Mỹ đó, thì các anh chị nghĩ cái đảng này nó móc tiền túi nó ra nó trả hả? Anh chị không nghĩ vậy đâu, sẽ không có một ông nào bà nào mà móc tiền túi của mình hay là đi qua Mỹ bán bớt một vài căn nhà để mà lấy tiền trả nợ cho Trịnh Vĩnh Bình đâu, sẽ lại kiếm cách mà vặt lông vịt người dân thôi, đúng không? Khi chúng ta nghe nợ công một đầu người mình nợ tới mấy chục triệu vậy, nhưng mà trời ơi chừng nào xa vời, có ai đòi mình đâu, đâu thấy công an đến nhà gô cổ mình đâu, không ai đòi hỏi gì hết. Nhưng mà họ sẽ thu mình một cách lịch sự, họ tăng học phí, họ tăng viện phí ha, rồi các cái trạm BOT họ tăng phí cầu đường, rồi họ in thêm tiền hồ để mà gây lạm phát, rồi tiền điện cũng tăng, tiền nước cũng tăng, tất cả những cái khoản đó, tiền xăng cũng tăng. Đó là cái cách để mà họ đòi nợ chúng ta một cách lịch sự mà chúng ta không biết đó các anh chị ạ. Mà các anh chị nên nhớ rằng là sau mỗi loại phí tăng này là chúng ta hiện giờ chúng ta mặc nhiên phải chịu một cái loại thuế kêu là VAT 10%, mà bây giờ nó nhảy lên 12%, thì các anh chị thấy không? Thì các anh chị có còn nghĩ rằng là cái nợ công nó không liên quan gì tới mình nữa không? Vậy thì giờ hoặc là đi học hoặc là nghỉ học để khỏi trả cái tiền học phí đó. Bây giờ hoặc là chữa bệnh hoặc là chết để mà khỏi đóng cái tiền bệnh phí, viện phí rồi. Hoặc là bây giờ các anh chị làm ăn bây giờ, hoặc các anh chị đóng thuế, hoặc là các anh chị vô tù. Thì các anh chị nghĩ tất cả những cái đó là nó có ảnh hưởng đến mình chưa? Nợ công sẽ không có một thằng công an nào đến gõ cửa nhà anh chị mà đòi trả đây 40-50 triệu tiền nợ công. Nói nợ công gì, tôi mượn ai đâu, tôi đâu mượn Mỹ, tôi đâu mượn Nga, tôi đâu mượn Tàu, tôi mượn ai đâu mà nợ công. Họ sẽ không đòi các anh chị theo cái kiểu như vậy. Họ chỉ có tăng thuế các anh chị, tăng viện phí, học phí, điện phí, nước phí, tất cả cái gì họ tăng được, họ tăng hết. Và cái VAT, cái nhu yếu phẩm hàng ngày, một cái ký gạo, một cái con cá, mớ rau, hay là một cái bịch xà bông giặt đồ, một chai xà bông gội đầu, một cái bịch băng vệ sinh, tất cả mọi thứ, VAT nó nằm ở đó hết. Đi dẫn bồ vô nhà hàng ăn cũng vậy đó, bữa cơm mà 1 triệu đồng cộng thêm bây giờ VAT vô 12% nữa là bao nhiêu. Thật ra đừng nói rằng là nó không liên quan ảnh hưởng gì tới mình, mà nó liên quan rất nhiều. Bây giờ chẳng lẽ các anh chị cho con các anh chị nghỉ học à, hay là bị bệnh thôi chết cha cho rồi khỏi vô bệnh viện nữa, thôi tắt điện luôn khỏi xài điện nữa, xài đèn cây. Một cái đèn cây nó cũng có cái VAT của nó trong đó nữa, chứ không có phải là miễn phí đó cho các anh chị đâu. Như vậy là nợ công nó ảnh hưởng trực tiếp lên chúng ta nhiều hình thức lắm các anh chị à. Khi mà anh chị giải thích như vậy đó, các anh chị hiểu rằng là cái nợ công đó nó có liên quan trực tiếp tới mình, thì lúc đó các anh chị sẽ bắt đầu thấy tất cả các cái khoản mà chúng ta bỏ ra là một cái hình thức để chúng ta trả nợ, mà khổ cái rằng là chúng ta không có được hưởng một xu ten nào trong cái khoản nợ đó cả, chúng nó ăn giọng với nhau hết à. Mà tại sao đất nước mình nợ công nhiều như vậy? Bây giờ mình nói một cách nôm na là tại vì mấy ông lãnh đạo, tại vì cái đảng cầm quyền nó vay mượn rồi nó tiêu dùm. Mình nói ăn giọng thì nghe nó thô bỉ quá. Và bây giờ mình nói họ mượn và họ tiêu dùm mình đi. Họ mượn từ đâu đó các cái xứ sở rồi họ tiêu dùm chúng ta ha. Mình nói vậy đi cho nó lịch sự ha các anh chị. Mình nói ăn giọng thì nghe nó thô tục, thô bỉ quá. Bây giờ đó, mình nhìn thấy đường xá được mở rộng, mình thấy mừng. Mình thấy nhiều cái cầu vượt nó được xây dựng, mình thấy mừng.
không? Mình cho đó là phát triển, mình cho đó là phát triển. Nhưng mà các anh chị có nghĩ rằng, người ta nói rằng liệu cơm gắp mắm không các anh chị? Nghĩa là mình phải lượng cái sức mình phải lượng cái túi tiền của mình làm. Và nếu mà mình dùng nhiều cái đầu mình suy nghĩ để mình chọn ra những cái giải pháp thông minh. Còn lần này các quan nhà sản của mình thì các anh chị thấy rồi, toàn là lớp 3 trường làng, là lớp 2, khai lớp 9 không à. Thì các anh chị nghĩ đầu óc họ làm sao mà họ tính toán cái gì bây giờ? Đó không? Mà khi mà họ làm một cái việc gì dù nhỏ thôi ha, họ để lên trên báo chí, họ la làng lên vậy đó, khởi công, lễ khởi công, rồi họp báo, họ làm cái gì cũng hoành tráng hết ha, rất là hoành tráng, hoành tráng đó, xài cái chữ của họ hoành tráng, mà anh Chi thì cứ quen miệng kêu hoành tráng. Họ làm cái gì họ cũng làm cho hoành tráng hết đó, không để chi, để cho người dân thấy rằng là chính phủ chăm lo cái đời sống của người dân, phát triển cái đời sống của người dân. Nhưng mà các anh chị nghĩ, cái số liệu anh Chi đọc được á, là cái tiền mà họ dành cho đầu tư phát triển ở Việt Nam nó có hạn thôi. Mà ở Việt Nam mình đặc biệt là rất là thấp. Có 17% ngân sách một năm mà. Đó là cái số liệu của năm 2014 với 2015. Thì bây giờ các anh chị thử tưởng tượng, cái ngân sách để mà đầu tư phát triển mà nó chỉ có giới hạn 17%, mà các ông bà vung tay quá tráng, xài quá luôn cái 17% như vậy, nó phải thâm thục, nó phải hao hụt ngân sách đúng không? Và khi như vậy rồi thì họ phải làm sao? Họ phải bù đắp chỗ này, chỗ kia, chỗ nọ. Các anh chị nghĩ trong một cái đất nước, chúng ta có biết bao nhiêu hạng mục để mà chúng ta phát triển? Đâu phải chỉ riêng có về cái vấn đề mà đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đâu. Chúng ta còn giáo dục, còn y tế, còn tất quốc phòng ha, còn đủ mọi thứ hết. Thì các anh chị nghĩ rằng là họ có biết bao nhiêu cái hạng mục để mà họ phải duyệt chi cái ngân sách, tức là cái tiền thuế chúng ta đóng, họ phải cân đối như thế nào để mà họ có thể phát triển đồng đều trên nhiều cái phương diện. Bởi vậy ở cái chỗ này nè, nó đòi hỏi cái tài lãnh đạo các anh chị à. Mà nếu mà toàn là một bọn ở trong rừng ra, mà lớp 3 trường làng hay lớp 2 khai lớp 9 đó, thì làm sao mà có đủ cái tầm nhìn vĩ mô để mà điều hành quản lý một cái đất nước ở cái cấp độ vĩ mô như vậy, trong khi người ta có học hành, người ta có nghiên cứu chuyên sâu, người ta có bằng cấp, người ta có học vị, người ta có cả một cái ban bệ hay gì đó mà người ta làm còn sắp bất sang ban nữa, huống chi là mấy anh trong rừng, trong rậm, trong hang bắt bó rồi ra mà mấy anh đòi lãnh đạo một cái đất nước ở cái tầm vĩ mô như vậy, làm sao mà làm nổi? Nhưng mà vẫn giành và vẫn cướp chính quyền cho bằng được, vẫn giành để tao làm. Rồi các anh chị thấy họ làm như thế nào? Các anh chị thấy cái tài lãnh đạo của họ như thế nào? Các anh chị thấy cái tài quản lý của họ như thế nào? Nếu mà bây giờ cái chính phủ đó mà họ không có chi quá cái số tiền cái khoản ngân sách như vậy, nếu mà bây giờ ha, mình nói ví dụ trên cái hạng mục là đầu tư phát triển có hạn đi, có 17% đi, nếu bây giờ họ vung tay quá tráng, họ chi quá cái khoản này, thì các anh chị nghĩ họ phải làm sao? Phải đi vay nợ. Bây giờ bán hết cái này tới bán cái kia, bán cái nọ, nhưng mà họ lấy tài nguyên thiên nhiên của mình họ bán là để họ bỏ túi riêng của họ. Còn cái chuyện mà phát triển đất nước đó ha, họ dùng cái tiền thuế của mình một phần và rồi họ đi vay nợ. Mà cái điều quan trọng đó mà nó ảnh hưởng một cách nghiêm trọng tới cái nợ công đó chính là cái gì? Chúng ta đều hiểu, đó là cái vấn nạn mà ăn hối lộ không thương xót đó các anh chị. Ví dụ như ha, cái số liệu ở đây người ta tìm hiểu, người ta xây một cái đại lộ ở Dubai chỉ có tốn có 4 triệu đô cho 1 km mà xài 50 năm chưa có hư. Thì trong khi ở xứ mình á, họ xây 1 km đắt gấp 5 lần, tức là 20 triệu đô và xài 2 năm thì hư rồi. Thì các anh chị tưởng tượng coi, ở Dubai họ xây một cái đại lộ 1 cây số thôi, 4 triệu đô la Mỹ, mà họ xài 50 năm
chưa hư. Mình xây 1 km đường, xây 20 triệu là có phải gấp 5 lần rồi chứ. Mà xài 2 năm là hư à? Đại lộ nghìn tỷ là vừa mới, đại lộ nghìn tỷ là vừa, là sau đó nó lượn sóng mà bà con đi té như là vô ích. Rồi mới đây anh chị đọc được cái báo ở Cà Mau á, con đường 150 tỷ đồng vừa khánh thành đã lún công oằng uốn lượn, mà họ gọi đùa là đường tiểu thư với đường công tử. Thì các chị thấy đó là nói về vấn đề đường xá thôi. Mà Việt Nam mình làm gì mà giàu cỡ đó hả các anh chị? Mà duyệt chi những cái khoản ngân sách hay là không đủ rồi phải đi vay đi mượn để mình làm những cái công trình. Mà so với giá cả thế giới là mắc gấp 4, gấp 5 lần thế giới không à? Mình làm sao mà mình giàu có dữ vậy? Ấy là mình chưa có kể tới những cái công trình khác. Tượng đài ở Sơn La 1.400 tỷ các anh chị thấy không? Chưa có nói tới những cái điều đó. Mà trong khi cái tình hình của người dân của mình nó càng ngày càng khó khăn. Anh chị nhớ cái khoảng thời gian mà anh chị còn ở Việt Nam á. Cái khoảng thời gian anh chị còn ở Việt Nam á các anh chị. Cái hồi mà mình còn nhỏ còn bé á, mình thấy cái Tết á, cái ngày 30 Tết á ha, từ cái đoàn mà ông Táo 23 tháng Chạp cho tới Tết nó vui. Nhưng mà cứ theo cái năm tháng mình càng lớn, mình càng thấy cái Tết nó đến nhọc nhằn. Những cái năm anh chị còn nhỏ đó ha, thì đến cái chiều 30 đó là đã thấy vắng vẻ rồi. Chiều 30 là hàng quán rồi bông hoa là người ta cũng dọn sạch sẽ rồi, ai nấy cũng đi về. Nhưng mà cứ hàng năm mình càng lớn lên, mình mới thấy cái Tết càng lúc nó càng trễ. 8 giờ tối 30 Tết mình vẫn thấy đầy tràn lan đường xá, hàng quán, hoa mai, hoa đạo. Rồi những cái năm về sau càng lúc mình ấy càng trễ. Thậm chí có những cái nhà họ đi sắm Tết chỉ còn 30 phút trước giao thừa mà thôi. Có nghĩa là sao? Cái đời sống của người dân của mình theo từng năm tháng càng lúc càng khó khăn. Đúng không? Chứ anh chị cái thời gian mà Tết á, anh chị thích Tết á, đó là cái khoảng thời gian sum họp gia đình, thích Tết vô cùng. Mà hồi mình nhỏ tí đó thì mình thấy cái Tết á, làm gì làm tới cái ngày 30 thì thấy nó vắng vẻ. Rồi cái dần dần cái tới trưa 30, rồi dần dần cái tới chiều ha, rồi có 6 giờ chiều là đã thấy dọn dẹp sạch sẽ rồi. Nhưng mà càng lúc cái Tết nó càng muộn các anh chị, càng lúc Tết nó càng muộn. 11 giờ, 11 giờ rưỡi đêm, thậm chí vài phút trước giao thừa còn có người chạy vội vàng đi sắm Tết. Và những cái người bà con nông dân mà bán buôn trong chờ những ngày Tết, họ luôn luôn đón giao thừa trên đường về nhà. Các anh chị thấy có não lòng không? Cái đời sống của người dân mình càng lúc càng khó khăn. Tại sao? Tại vì do tất cả những cái loại thuế má như vậy nó đánh trực tiếp vào cái cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Các anh chị có thấy rằng là càng lúc mình càng làm nhiều hơn mà mình thấy không đủ đâu vào đâu hết á. Bây giờ mình không nói tới bà con nông dân đồ tiểu thương vất vả, mình nói tới chúng ta đi, nhân viên văn phòng cũng vậy. Chúng ta làm càng lúc càng nhiều giờ hơn, chúng ta làm càng lúc càng cực hơn, buôn bán càng lúc càng vất vả hơn, mà thấy cái đời sống mình không có dư chút nào hết. Là tại sao? Tại vì tất cả những cái loại thuế má, thuế phí và các cái khoản như vậy đó, cái đời sống càng lúc nó càng khó khăn à. Chúng ta bị đánh trực tiếp như vậy mà chúng ta không nhìn ra. Thì phải nói tới như vậy các anh chị mới hình dung ra được cái nợ công nó ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đến cái đời sống của mình hằng ngày. Các bà mẹ, các bà nội trợ đi ra chợ mà từng bó rau con cá là các anh chị, các bà mẹ, các chị là đều phải trả nợ trên những cái con cá như vậy, từng cái bó rau như vậy. Vậy thì liệu như chúng ta có đứng trên cái bờ vực vỡ nợ hay không? Cái đó chắc chắn là có rồi, chỉ là không biết vỡ nợ lúc nào thôi, đúng không? Ví dụ như ở đây cái người viết họ cho một cái đơn cử là Nhật Bản được báo vỡ nợ từ 12 năm trước mà đến nay họ vẫn đứng
họ vẫn đứng vững vững. Tại sao? Tại vì cái kinh tế của họ nó vững mạnh, cái kinh tế của họ nó phát triển thực sự chứ không phải là phát triển ảo. Như vậy là mình cũng hy vọng hả, Nhật Bản nó báo vỡ nợ từ 12 năm, mình thì chắc cũng không đến nỗi, đâu có, thì mình làm sao mình so được kinh tế của mình so với kinh tế Nhật Bản, sao mà giống nhau được các anh chị. Chưa kể cái khả năng quản lý của chính phủ Nhật, trời ơi, nó phải hơn gấp bao nhiêu lần cái khả năng quản lý của của các anh bắt bó nhà mình chứ. Ở đây đó, người viết họ có trích ra một vài cái ý kiến của cái tác giả Trần Diệu Trân. Tác giả Trần Diệu Trân là tiến sĩ Trần Diệu Trân là cái người mà họ dịch cái cuốn sách Chết bởi Trung Quốc đó, Dead by China đó. Anh chị có quyển sách đó. Thì bà phân tích rằng là khi mà nhà nước vỡ nợ thì nó sẽ dẫn đến cái gì? Cái thị trường chứng khoán sẽ sụp đổ, và niềm tin và cái điểm tín dụng đó sẽ xuống cấp một cách thê thảm. Mọi cái cơ chế tài chánh là phải đóng cửa, tiền mất giá, lạm phát leo thang, trái phiếu và đồng nội tệ sẽ chỉ còn là một mớ giấy lộn. Và tiền gửi trong ngân hàng là sẽ bốc hơi hết vì mất giá trị. Và mọi cái chương trình do chính phủ tài trợ là đều phải ngưng hoạt động. Là những cái gì hả các anh chị hình dung ra được? Là y tế, là cảnh sát, là an ninh, là quốc phòng, giáo dục, cầu đường, năng lượng, mọi thứ sẽ ngưng lại hết. Và cái quỹ hưu trí cũng tan vỡ. Hả? Cái nhà thương, trường học cũng ngưng hoạt động, bảo hiểm xã hội gì cũng vỡ tanh bành hết á. Các cái thương vụ đóng cửa và nạn thất nghiệp sẽ lan tràn. Mọi mặt hàng đều khan hiếm, kể cả nhu yếu phẩm, giá cả thì tăng vọt, đời sống của người dân sẽ bị đảo lộn hoàn toàn. Khi mà đất nước chúng ta vỡ nợ, nó sẽ dẫn tới những cái điều như vậy đó. Và như vậy thì tất yếu thôi là nội loạn sẽ xảy ra và không có người để duy trì cái trật tự công cộng. Tại sao? Tại vì quốc phòng, công an, an ninh gì cũng không có được nhà nước trả lương nữa. Còn nữa đâu trả? Thì họ sẽ bảo vệ chế độ hay không? Anh chị nghĩ là không đâu. Nạn đói và cướp bóc sẽ xảy ra và hiện tượng vô kỷ luật, vô trật tự, vô tổ chức sẽ hoành hành. Kẻ giàu có thì sao hả các anh chị? Sẽ cuộn tiền bạc và chạy trốn mất. Ra ngoại quốc thôi, đi lưu vong thôi, đi đu càng bám càng gì đó. Và đồng tiền Việt Nam hiện giờ đó là đang có nguy cơ bị tụt dốc trên cái giá trị tiền tệ thế giới. Mà thật ra nguy cơ cái con khỉ gì, nó đã tụt dốc rồi. Cái đồng tiền Việt Nam mà đi ra khỏi cái biên giới Việt Nam là đã không còn giá trị. Thậm chí bây giờ cái đồng tiền Việt Nam mà đi lên Lào Cai, Lai Châu, đi lên Lạng Sơn là đã không có giá trị. Tại sao? Tại vì dân ở trên đó người ta xài tiền nhân dân tệ không à. Anh chị đâu có nói sai. Kỳ đó có một bạn nào phản hồi, các bạn nói đúng. Cái phố tàu ở Nha Trang họ xài nhân dân tệ nhá. Rồi các cái vùng ở biên giới, cửa khẩu là đều xài nhân dân tệ hết đó nha các anh chị. Là tiền Việt Nam mình ở trong xứ mình, ở những cái vùng đó là cũng vô giá trị rồi đó. Đọc những cái dòng như thế này, anh chị vừa mới đọc cho các anh chị nghe, các anh chị có thấy bàng hoàng hay không? Xin thông báo lực lượng dư luận viên sẽ bị giải thể trong năm nay. Dạ. Làm sao mà không giải thể cho được? 70-80 ngàn dư luận viên, tiền đâu nó trả cho nổi. Giờ còn lo gom tiền trong dân đi trả tiền cho Trịnh Vĩnh Bình kia. Thì hỏi các anh chị cho mình đọc tới những cái điều như thế này, sao mà mình không giống như bạn Trần Trân nói, sao mà không muốn chửi thề cho được. Nó điều hành quản lý đất nước như vậy đó, mà nó cứ dành để nó làm hoài à. Làm không được thì xuống đi cha nội, ngồi hoài. Người ta bao nhiêu cái đầu có học bằng cấp học vị nghiên cứu sâu xa, người ta còn bạc trắng cả đầu để mà người ta tìm cái con đường, người ta lèo lái, người ta đưa cái nền kinh tế đất nước đi lên. Huống chi đây mấy ông mà làm cái tính cộng tính trừ còn không xong, mở mồm ra câu nào câu nấy là bị dân chúng người ta chửi, mà cứ ngồi hoài đó. Nhưng mà bây giờ chúng ta bàng hoàng nhiêu đó chưa có đủ đâu các anh chị. Anh chị đọc nữa cho các anh chị nghe ha. Cái điều đáng sợ hơn nữa đó không phải là cái chuyện vỡ nợ đâu. Tại vì sao? Tại vì nếu mà nó vỡ nợ một lần rồi thôi đó, rồi sau đó mình tái cơ cấu, mình làm lại á, thì nó dễ, nó đơn giản ha, thì coi như là thay da đổi thịt một lần thôi. Nhưng mà cái vấn đề rằng là nếu mà nó vẫn tiếp tục vỡ nợ thì làm sao?
Có những cái nước mà họ đâu có vỡ nợ một lần đâu các anh chị. Đó. Chúng ta có thể vỡ nợ 10 lần giống như Venezuela vậy đó. Mà các anh chị thấy cái tình hình Venezuela như thế nào? 800 tờ báo đảng không có tờ nào mà dám đăng về cái tình hình của Venezuela ấy. Nếu mà không nhờ Facebook, không nhờ tin tức ở bên ngoài đăng, họ đi lượm rác họ ăn. Các anh chị thấy cái hình ảnh đó không? Cái cảnh tượng đó không? Họ đi lượm rác họ ăn. Và họ đi hàng vài chục cây số để họ mua những cái nhu yếu phẩm, một từng cái cuộn giấy băng, từng cái cuộn giấy vệ sinh cho tới một chai xà bông hay một chai dầu ăn. Họ đi cả chục cây số để họ đi lùng mua những cái nhu yếu phẩm như vậy, rất mà mắc. Và lượm rác mà ăn đó các anh chị ạ. Brazil cũng vỡ nợ tới 9 lần. Thậm chí như ở Tây Ban Nha trong quá khứ mình đã thấy vỡ nợ tới 19 lần. Nhưng mà Tây Ban Nha may mắn là còn được cái cộng đồng chung châu Âu gánh giùm. Việt Nam mình ai sẽ gánh đây? Thành ra Tây Ban Nha vỡ nợ 19 lần cho nên mới có cái biệt danh là Tây Ban Nha là vì vậy. Như vậy thì nhà nước Cộng sản Việt Nam sẽ làm gì khi bị vỡ nợ? Anh chị không biết. Nhưng mà ở đây người ta đề ra có bốn cách mà các nhà nước sẽ làm, hoặc là họ có thể thực hiện cùng một lúc bốn cách. Họ in tiền trả nợ, họ tăng các loại thuế phí, họ cắt giảm ngân sách nhà nước và họ vay thêm. Họ vay thêm cái gì? Vay thêm trái phiếu ở trong hoặc ngoài nước bằng nội tệ hoặc ngoại tệ. Thì bây giờ các anh chị thấy là họ vừa mới in bao nhiêu nghìn tỷ đồng, 70.000 tỷ đồng phải không, hay 700.000 tỷ đồng gì đó, nãy anh chị nhìn không kịp. Họ in thêm tiền để trả nợ là họ in rồi đó. Chính vì họ in thành ra cái lạm phát của mình càng lúc nó càng tăng. Rồi họ tăng các cái loại thuế phí, các anh chị cũng thấy rồi đó, họ tăng các cái loại thuế phí. Họ tăng đủ thứ, điện tăng, nước tăng, xăng tăng, học phí tăng. 700.000 tỷ. Họ in 700.000 tỷ đồng. Thuế tăng, VAT tăng, cái gì nó cũng tăng cả. Cắt giảm ngân sách nhà nước thì các anh chị thấy rồi. Từ vấn đề y tế cho tới vấn đề giáo dục, mọi thứ họ có mà cho thêm ngân sách đâu, mới họ cắt 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 cắt. Rồi họ vay thêm trái phiếu, mà bây giờ ai cho vay nữa? Ai dám cho Việt Nam vay nữa? Thì các anh chị thấy những cái bốn cái cách mà anh chị vừa mới đọc, mà một cái nhà nước thông thường mà đứng trên cái bờ vực mà vỡ nợ họ làm, thì các anh chị thấy những cái việc này Việt Nam đã làm hết. Nghĩa rằng là chúng ta đang vỡ nợ. Nhưng mà cái chính phủ, cái đảng cầm quyền này nó bưng bít cái thông tin, nó không để cho chúng ta thấy cái điều đó các anh chị. Họ bưng bít thông tin. Bây giờ đó, nếu mà họ tái cơ cấu sau khi họ vỡ nợ đó, cũng không làm cho mọi thứ biến mất đâu. Mọi thứ nó vẫn trình hình ở đó, nợ vẫn còn đó. Và các anh chị nghĩ mình xù nợ được không? Nếu mà bây giờ đảng Cộng sản, ai chứ đảng Cộng sản dám lắm. Tại vì khi mà đảng Cộng sản nó 1, 2, 3 sáp nhập Việt Nam vào tàu á, thì bộ sậu đảng Cộng sản đó nó sẽ xù nợ hết các cái quốc gia khác. Nghĩa là nó sẽ không làm ăn gì được với các quốc gia đó nữa đâu. Các anh chị nghĩ coi sẽ có một nước nào giao du với Việt Nam nếu mà họ biết Việt Nam mình là một cái quốc gia chuyên ăn quỵt. Nhưng mà cái đảng Cộng sản này nó dám làm lắm. Tại vì sao? Tại vì đến cái lúc mà nó sáp nhập tới Trung Quốc rồi, sáp nhập với Trung Cộng rồi thì nó đâu care, nó không quan tâm gì nữa đâu. Tiền của nó thì nó đã vơ vé hết rồi, nó đã lót rơm lót ổ ngoài tư bản dễ chết, nó đi lưu vong hết rồi. Bây giờ những cái tiền mà nó nợ các cái quốc gia khác đó, những cái xứ sở mà cho mượn tiền để mà phát triển kinh tế, bây giờ sáp nhập vô, ô cái này là của tàu rồi, còn ở đây nó xong trách nhiệm rồi, nó không có trả nợ gì nữa hết. Thì không có một cái quốc gia nào đi làm ăn với một cái quốc gia mà chuyên ăn quỵt như vậy. Và kể từ đó, nếu mà các cái quốc gia ở ngoài này mà muốn làm ăn với Việt Nam, họ sẽ thông qua Trung Cộng. Tại vì lúc đó Việt Nam đã là một phần của Trung Cộng rồi, thì họ sẽ làm ăn với Trung Cộng, họ sẽ thương thảo những cái sách lược với Trung Cộng. Cái hành động mà đảng Cộng sản mà có thể xù nợ đó là tự mình cắt đứt mọi cái quan hệ với các cái nước phát triển khác.
Mà anh chỉ nói là họ không quan tâm đâu, họ sẽ xù thôi. Họ sẽ xù khi nào? Khi mà Việt Nam sáp nhập vào tàu đó. Nhưng mà các anh chị nghĩ tất cả những cái điều này ha, vỡ nợ hay là tái cơ cấu hay là xù nợ quyệt nợ gì đi nữa thì nó cũng chỉ là những cái cứu cánh tạm thời, giống như là họ viết từ cái mức báo động mà từ 10 giảm xuống còn 9 vậy đó. Tại sao? Tại vì cái khả năng lãnh đạo, cái khả năng quản lý yếu kém, họ ăn hối lộ rồi họ vay nợ một cách vô tội vạ, đầu tư thì kém hiệu quả, sinh lời sinh lãi gì hết. Chúng ta sẽ còn ngụp lặn trong cái sự vỡ nợ nhiều nhiều lần nữa. Vấn đề đáng sợ hôm nay đó mà người viết bày ra cho chúng ta là không có cái gì mà bảo đảm được rằng là một cái nhà nước sẽ trở nên tốt đẹp hơn sau một cái lần vỡ nợ. Bởi vì sau một lần vỡ nợ thì các anh chị nghĩ rằng là cái đảng cầm quyền này nó sẽ khôn ra, nó sẽ rút kinh kinh nghiệm. Các anh chị thấy cái sợi dây kinh nghiệm của cái đảng này nó dài lòng thòng, họ rút bốn mươi mấy năm chưa có xong. Họ sẽ rút kinh nghiệm sau cái lần vỡ nợ này hả? Và nếu chúng ta mong một cái người lãnh đạo của Cộng sản mà tử tế, mà biết đặt cái lợi ích dân tộc lên hàng đầu, cái đó chuyện chúng ta nằm mơ. Chúng ta không thể trông chờ vào cái việc quản lý mà tự nhiên nó tốt lên được. Làm sao mình có thể mình kêu gọi một cái tên lười biếng mà trở nên siêng năng trong tích tắc? Thành ra sau những cái gì mà anh chị vừa mới chia sẻ với các anh chị đó, đến lúc anh chị nghĩ rằng là mình phải có một cái nhìn nghiêm túc lại về cái việc nợ công nó có liên quan tới mình hay không. Anh chị nghĩ rằng là hồi giờ mình nghe nợ công, thậm chí ngày hôm nay trên nhiều cái tờ báo của đảng mình cũng thấy họ nhắc nhiều đến những cái chữ nợ công, mà mình cần phải hiểu nợ công thực sự nó là cái gì và nó ảnh hưởng trực tiếp như thế nào đến cái cuộc sống hàng ngày hàng giờ của mình. Cái sợi dây kinh nghiệm của cái đảng này nó dài lắm, nó rút mấy chục năm rồi chưa có xong. Thành ra ngày giờ này các anh chị thấy những cái gì mà một cái nhà nước vỡ nợ họ làm, từ cái việc in tiền, tăng các loại thuế phí, cắt giảm ngân sách chỗ này chỗ kia, rồi đi vay mượn thế này thế nọ, đi huy động ngoại tệ, huy động vàng, rồi huy động trái phiếu, cổ phiếu, từ trong nước cho tới ngoài nước, từ tới đồng bào trong nước cho tới cái khúc ruột ngàn dặm phương xa, và cho tới các cái chánh phủ những cái xứ sở khác, đi ăn xin đó, đi ăn xin đó, đi ăn mày khắp nơi đó. Các anh chị nghĩ một cái đảng như vậy thì các anh chị nghĩ họ sẽ, sau khi cái lần vỡ nợ này xong rồi, họ sẽ tái cơ cấu và họ sẽ quản lý tốt hơn chăng? Anh chị không nghĩ như vậy đâu. Thành ra việc mà anh chị nghĩ rằng chúng ta cần làm lúc này, trước mắt dù là nhỏ nhoi thôi, là mỗi người chúng ta nên bắt đầu quan tâm tới cái việc rằng cái tiền thuế của mình đóng đó nó đi về đâu, ai ai đã làm gì với cái tiền thuế của chúng ta đóng, ai đã làm gì với nó đi về đâu, và tại sao chúng ta càng ngày càng phải làm nhiều hơn mà cái đời sống của chúng ta không khấm khá hơn. Chứ chúng ta đừng có nên thụ động nữa các anh chị, đừng có nên thụ động mà phó mặc cho cái tiền thuế của chúng ta, nghĩa là cái cuộc sống của chúng ta đã có ai đó lo giùm, nghĩa là gì, đã có đảng và nhà nước lo đó. Chúng ta không thể thụ động nghĩ như vậy được nữa đâu các anh chị ạ. À, cái việc mà thờ ơ với chính trị, không quan tâm tới chính trị là một cái động thái mà chúng ta không quan tâm tới cái cuộc sống của chúng ta hàng ngày, là những cái đồng tiền chúng ta đóng thuế. Các anh chị biết rằng là cái thuế thu nhập cá nhân đó, nó là một cái thuế, cái tên của nó đã nói lên vấn đề cái thuế thu nhập cá nhân.
Nhưng mà nó không phải là ai đi làm 2 triệu, 3 triệu là cũng đóng thuế đâu, không có đâu. Cái thuế thu nhập cá nhân nó chỉ áp dụng cho những cái cá nhân từ cái mức thuế, ví dụ như các anh chị kiếm được 90 triệu gì đó. Mà anh chị nhớ rằng là nó chỉ xuất phát từ cái năm 2008, 2009 gì thôi hà. Chứ không phải là từ hồi xưa đâu. Thật ra mấy cái bạn dư luận viên mà hay hỏi anh Chi rằng là có đóng thuế hay không, anh Chi nói sao không đóng, từ hồi đẻ ra mẹ mua cho cái tả mặt là đã đóng thuế rồi. Nó nói nó không hiểu, trong đầu nó có mỗi cái chữ thuế, nó chỉ có mỗi một cái loại thuế thu nhập cá nhân trong đầu nó thôi. Mà nên nhớ rằng là anh Chi sống 29 năm với cộng sản, thời anh Chi đi rồi chưa có thuế thu nhập cá nhân đâu. Thuế thu nhập cá nhân nó mới sau này thôi, năm 2008, 2009 gì đó, nó bắt đầu nó đánh vào cái giới văn phòng trước thì phải, với một cái thu nhập, một cái khoản nào đó, mình phải thu nhập từ 90 triệu gì đó thì mình mới đóng bao nhiêu đó cái thuế thu nhập cá nhân. Nhưng mà trời ơi, điện, nước, xăng, nhớt, bó rau, con cá, ký gạo, một lít dầu ăn, thậm chí một lít dầu hôi để đốt đèn cầy cũng có thuế trong đó mà. Chúng ta phải đặt vấn đề cái tiền thuế của chúng ta đó, nó đi về đâu, ai đã làm gì với nó, ai xài dùm chỗ nào. Và cái hệ thống đó, nó quản lý nó ngu xuẩn, ngu si lắm. Cái tầm nhìn của nó hạn hẹp lắm. Nó chỉ biết thấy cái tiền đó là lo đút túi ăn dọn trước mà. Rồi làm này làm kia, thiếu hụt, đi vay đi mượn. Rồi cuối cùng là chúng ta phải gánh những cái khoản nợ đó các anh chị à. Đây là cái con số thực tế, đây là thực tế của cuộc sống của chúng ta đây nè. Nếu mà chúng ta không còn muốn quan tâm nữa thì chúng ta cứ tiếp tục sống một cái đời sống mà ủa sao càng lúc mình càng chật hẹp, càng lúc mình càng khó khăn, dù cho mình làm cũng như vậy, thậm chí mình làm hơn hồi trước nữa mà mình vẫn khó khăn, vẫn thiếu hụt. Anh chị vừa mới chia sẻ với các anh chị về cái vấn đề nợ công, nó có liên quan như thế nào đến cái đời sống hằng ngày của chúng ta. Hy vọng rằng là các anh chị, nhất là bà con ở trong nước, có một cái nhìn cụ thể hơn về cái vấn đề nợ công, là cái số tiền mà các anh chị không hề vay mượn ai ấy, nhưng mà các anh chị phải trả. Và cái cách họ đòi nợ chúng ta rất là lịch sự và mỹ miều, qua những cái loại thuế phí mà các anh chị không hề hình dung, là đó là một cái cách họ đòi nợ. Càng nói thì càng thấy bi đát hả các anh chị? Càng nói càng thấy bi đát. Nhưng mà các anh chị thấy không, hề mà cái gì mà công, mà cái gì là chung là không ai lo hết trơn. Nợ công nghĩa là nợ chung, mà cha chung thì không ai khóc. Chính vì cái sự thiếu hiểu biết của mình đó mà cái đảng cầm quyền này nó lợi dụng cái điều đó, và nó cứ vung vít lên, tại vì dân đâu biết gì đâu. Vặt lông vịt mình vặt cho nhanh thì con vịt nó không có đau. Thì chính vì chúng ta không có hiểu biết một cách sâu sắc, tận tường, thành ra bọn họ cứ qua mặt chúng ta mà cứ vặt lông vịt chúng ta miết thôi. Thời gian cũng nhiều rồi, có lẽ là anh chị phải ngừng ở đây. Các anh chị chuẩn bị móc túi sao cho đủ 1 tỷ 25 triệu đô để mà thay mặt đảng trả tiền Trịnh Vĩnh Bình ha. Đó là nếu các anh chị quan tâm tới cái vụ án Trịnh Vĩnh Bình. Bây giờ thì anh chị rất tiếc rằng cái chủ đề ngày hôm nay, mặc dù anh chị đã để một cái tựa nghe rất là kêu để mà câu view các anh chị, vì sao, vì đâu ta xa nhau đó ha, vì đâu ta xa nhau, vì tiền thôi. Anh chị rất tiếc rằng là mặc dù là cái chủ đề nghe có vẻ buồn cười tếu lâm, vì đâu ta xa nhau, nhưng mà cái nội dung thì nó lại quá nặng nề. Khi mà nói tới nợ nần mà tiền bạc thì không có cái gì là nhẹ nhàng và dễ nghe hết đó. Thành ra anh chị rất tiếc, mà cũng có thể rằng là vì cái chuyện nợ nần như vậy đó, quản lý yếu kém, có thể vì vậy mà chúng ta phải xa nhau thôi, phải chia tay đảng đi các anh chị ơi. Money, money, money. Bạn Trần Trân thì thiệt là tiếu lâm mà.
Anh Chi xin cảm ơn sự theo dõi, lắng nghe của các anh chị đến tận giờ phút này. Rất tiếc là cái chủ đề nó không mấy gì là vui vẻ. Đụng tới vấn đề tiền nong thì đồng tiền nó đi liền với khúc ruột ha các anh chị. Anh Chi cũng hiểu cái điều đó. Anh Chi đóng thuế cho cái nước sở tại anh Chi ở, nhưng mà anh Chi được hưởng mọi cái dịch vụ của cuộc sống. Anh Chi được chăm sóc mọi mặt, không riêng mình mà còn con cái mình nữa. Thì anh Chi hài lòng với cái tiền thuế mà anh Chi đóng. Và anh Chi cảm thấy đóng thuế là một cái nghĩa vụ công dân. Anh Chi làm cái điều đó có tự hào. Thì mình có tự hào là mình đóng góp, mình xây dựng. Thành ra khi mà anh Chi nghĩ lại tới các anh chị, bà con, đồng bào của mình ở trong nước á, các anh chị đóng thuế như vậy, dù dưới bất kỳ hình thức nào, lẽ ra các anh chị phải tự hào rằng là các anh chị đóng góp xây dựng cái đời sống, xây dựng xã hội, xây dựng đất nước. Nhưng mà tiếc thay rằng là cái đảng cầm quyền họ sử dụng cái đồng tiền thuế của chúng ta sai mục đích, tư lợi. Thì đã đến lúc các anh chị cần phải quan tâm tới cái tiền thuế của mình, nó đi về đâu ha? Ai đã làm gì với nó ha? Và ai vay mượn và tiêu dùng chúng ta để rồi chúng ta phải gánh nợ. Thì đó là những cái điều mà anh Chi chia sẻ trong cái khôi phục tâm thức Việt số 32 ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn các anh chị, xin chúc